Đỗ Dũng xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Nhiều chợ Trader Joe ở Nam California bị cướp. Một chiếc F-16 rớt ở Arizona, phi công bị thương. Và một nhóm thiếu niên ngưng chơi bóng rổ, quỳ xuống đất chào một cái đám tang đi qua. Thưa quý vị, tại miền Nam California, chúng tôi cảnh sát đang điều tra có phải 8 vụ cướp ở các chợ Trader Joe ở Los Angeles County cũng như Orange County có liên quan với nhau hay không. Bởi vì thưa quý vị, những cái vụ này nó có những cái gọi là cướp mà nó na ná giống nhau, đặc biệt là cách cướp và cái giờ cướp. Vụ đầu tiên là bắt đầu từ tháng 2, một tiệm Trader Joe ở Long Beach và một số tiệm ở Los Angeles, bao gồm cả vùng San Fernando Valley. Ở tại Orange County thì có Irvine và ở Los Angeles có Culver City luôn, đều bị bọn cướp nhắm vào. Đó là phát ngôn viên sở cảnh sát cho biết như vậy. Và vụ này bắt đầu tại Long Beach vào ngày 15 tháng 2. Lúc đó một người đàn ông cầm súng bước vào một tiệm Trader Joe ở góc đường Bellflower và đường Stearns vào khoảng 8 giờ 30 tối, đòi nhân viên đưa tiền mặt rồi đi. Lúc đó chợ cũng mở cửa, nhưng mà cái người này, cái nghi can này đó, không có tiếp xúc khách hàng nào, có những khách hàng không biết gì cả, vào dí súng kêu cô cashier cô giữ tiền, đưa tiền vào đi. Rồi sau đó vào ngày 2 tháng 3, chợ này lại bị cướp một lần nữa, cũng vào khoảng 8 giờ 30 tối, và cách thức cướp cũng y như lần trước. Băng ghi hình có cho thấy nhân vật này, nhưng mà cảnh sát hiện nay chưa chịu đưa ra bởi vì họ nói đang trong tiến trình điều tra. Đó. Rồi ở tại Irvine, cái khu mà gọi là University Center trên đường Campus Drive ngay sát đại học UCI, thì cũng xảy ra một vụ tương tự, cũng vào khoảng 8 giờ 30 tối vào ngày 19 tháng 3. Đó là phát ngôn viên sở cảnh sát Irvine cho biết như vậy. Thì bây giờ các cơ quan cảnh sát nói là có vẻ những vụ này nó liên quan nhau, bởi vì có thể là do một người hoặc một nhóm người, nhưng mà họ chọn vào cái giờ 8 giờ rưỡi tối và cách thức vô là coi như không ai biết gì cả. Đó là mà quý vị biết, thường thường những cái chợ mà khi mà dí súng á, là người ta được dặn thôi cứ đưa tiền chứ đừng chống cự mất công rồi thôi. Về phía Trader Joe thì họ chỉ cho biết như sau khi bị được hỏi, đó là chúng tôi đang có hành động thích đáng, nếu cần chúng tôi sẽ gắn camera và chúng tôi mướn nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì chúng tôi vẫn duy trì cái môi trường ở cái khu chợ cho nó an toàn và thoải mái cho người ta đến. Bởi vì thưa quý vị, nếu một ngôi chợ đó mà có nhân viên an ninh nhiều quá, người ta ngại, người ta không vào đó. Hay là có camera gắn nhiều nơi quá mà cả bảo là smile có camera thì nhiều người ta lại không thích. Ví dụ có những người ta đi lén, ta đi chợ mua cho vợ nhỏ hay là mua cho chồng nhỏ, lộ ra nó kỳ lắm, là đó thì nó phức tạp. Thì đây là cái chuyện mà bây giờ người ta đang lo ngại miền Nam California. Mà Trader Joe quý vị biết rồi, một cái chợ rất là nổi tiếng, thường thường là giới nhà giàu đi vô đó mua. Họ bán đa số là đồ organic, đồ rất là con. Vô là tôi thấy nhiều khi vô là bà con mắc thì mắc cho họ cứ lấy ào ào đó. Rồi ở bên Arizona ngày hôm qua có một chiếc F-16 bị rớt. Chiếc F-16 là thuộc phi đoàn 56 không quân Hoa Kỳ tại căn cứ Luke Air Force Base. Chiếc này do một phi công lái, thì đang bay lái tập thì không biết tại sao lại được lệnh là đổi hướng. Đổi hướng thì đáp xuống cái phi trường Lake Havasu City, một cái phi trường nhỏ thôi, nằm ở phía tây bắc của Phoenix khoảng 134 dặm. Thì khi mà đáp xuống anh phi công này đó, đáp không đúng cái đường băng. Thế là chiếc bay nó chạch ra và nó chúi mũi nhà nó gãy luôn cái đoạn đầu của chiếc F-16. Phi công nó bung ra liền, thì chỉ bị thương nhẹ thôi, được vô bệnh viện cứu chữa xong rồi cho về. Thì bây giờ cái căn cứ không quân lúc F4B giờ họ lại sẽ phải đưa cần cầu để cầu cái xác máy bay để về điều tra xem như thế nào. Phát ngôn viên ở đây thì họ không cho biết thêm thông tin gì, bởi vì tại sao mà máy bay này đổi hướng. Xin lỗi quý vị, thì không biết là tại ông này đáp lộ phi trường chăng, mình cũng không biết, hay là do ở dưới đất chỉ huy bảo là đi xuống phi trường khác đó. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà ông này xuống phi trường mà của căn cứ Lúc thì có lẽ là ông quen cái phi đạo rồi, và xuống phi trường của thành phố Lake Havasu City nhiều khi không quen, hay là mới lủi ra ngoài không đi trúng phi đạo. Thì đó là cái chuyện mà máy bay F-16 của Mỹ lại vừa bị rớt thêm một chiếc. Có một câu chuyện rất là dễ thương cuối tuần qua, thưa quý vị, xảy ra ở thành phố Franklinton ở Washington Parish, tiểu bang Louisiana. Thì có một nhóm thiếu niên đang chơi basketball, chơi bóng rổ ở cái trường trung học cấp 2, ở trường Franklin Junior High School. Thì họ đang chơi vậy thì như có một cái đám tang đi qua, tự nhiên tất cả các em này ngưng không chơi bóng nữa và quỳ xuống bày tỏ cái lòng trân trọng với cái người mà quá cố. Chuyện rất bình thường. Nhưng mà trong số người đi đám ma có hai chị em, cái bà này đi đám ma mà cái người chết đó là anh em họ gì của họ đó, thì họ thấy rằng cái chuyện này nó lạ quá và cần cho mọi người biết, thế là phải chụp tấm hình
chụp tấm hình mấy em đang quầy và đưa lên Facebook và viết: những em này tôi quan sát nó không có thấy người lớn, nó không ai bảo mấy em, tự động mấy em làm. Và mấy em nó bày tỏ cái lòng kính trọng đối với người mà đã quá cố. Tôi thấy cái chuyện này đặc biệt quá. Trời ơi, người ta share quá trời trên Facebook, nó thành viral, nó thành cơn sốt luôn. Đó. Thì cái nhà báo người ta mới đến, người ta điều tra xem tại sao mấy em này như vậy, không ai kêu mà tại sao mấy em quý. Thì hỏi được biết rằng là các em này học trong trường này, là ngay cả ông huấn luyện viên và các giáo viên trong trường này luôn luôn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái chuyện mà tôn trọng, bày tỏ lòng kính trọng đối với người quá khổ. Đó. Thì có lẽ là các em này đã được thấm nhuần cái đạo đức này. Khi đang chơi thấy là tự động quỳ xuống liền. À, này nó nhắc nhở chúng ta lại trước năm 2015, tôi nhớ là chúng ta khi đi học đó, trong các bài quốc văn giáo khoa thư là công dân giáo dục là có dạy chúng ta đó, khi ra đường gặp một đám tang đi ngang đứng lại nghiêm để chào, hoặc nếu đang đội mũ thì phải lấy mũ ra đó, để gọi là bày tỏ lòng kính trọng đối với người đã chết. Nhưng mà lâu rồi chúng ta không thấy cái chuyện này xảy ra nữa. Ở Mỹ thỉnh thoảng tôi có thấy, ví dụ như một vài cảnh sát viên hay là cựu chiến binh mà qua đời tâm tang thì tôi thỉnh thoảng vẫn thấy có một vài người Mỹ họ làm, nhưng mà nói chung là không có nhiều lắm, bởi bên Mỹ nó khó. Đang lái xe đang ngừng lại cản trở giao thông, mà nó ngừng lại trong xe mà để chào nó kỳ, phải bước ra ngoài nó thì cũng khó. Nhưng mà phải nói đây là câu chuyện rất dễ thương của những em học sinh ở trường Franklin ở tại tiểu bang Louisiana. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình kỳ tới.